Thưa quý thính giả của Thời báo Media, đây là một thời sự hàng ngày cho ngày thứ Bảy, 18 tháng 7 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong một thời sự hàng ngày kỳ này, chúng tôi muốn đề cập đến một chủ đề chính là những cách nào các điệp viên Trung Quốc có thể ăn cắp các dữ kiện của nước Anh. Họ ăn cắp các dữ kiện của nước Anh bằng cái phương pháp là tiền bạc, sách và tống tiền. Trong bản tin phổ biến hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7, báo Daily Mail Online đã công bố cuộc điều tra về những cách thức các điệp viên Trung Quốc ăn cắp các dữ kiện bí mật và quan trọng của nước Anh trong những năm qua. Đó là những cách mua chuộc bằng tiền bạc, bằng tình dục và tống tiền. Năm 2008, khi Thế vận hội được tổ chức ở Bắc Kinh, thì ông Ian Clement, phó thị trưởng của thành phố London, và người thị trưởng lúc đó là ông đương kim thủ tướng Boris Johnson, đã dẫn một phái đoàn đến Bắc Kinh tham dự. Sau khi đến nhận phòng ở khách sạn buổi tối hôm đó, ông Clement vào xuống quán rượu ở khách sạn, gặp một thiếu nữ hết sức đẹp đến làm quen. Ông phó thị trưởng sau đó đã đưa cô này về phòng và thiếp đi không biết gì. Những ly rượu mà ông ta uống với người thiếu nữ chắc đã cuốc thuốc mê. Khi tỉnh dậy thì người đẹp đã biến mất và phòng ông bị lục tung. Nhưng người thiếu nữ này không phải là một tên trộm bình thường, vì cô ta không lấy tiền bạc hay những thứ quý giá, chỉ vào máy điện thoại BlackBerry của ông Clement download lấy đi những dữ kiện chứa trong máy điện thoại này. Ông Clement là một trong thành viên của Ủy ban thành phố London sửa soạn cho cuộc tranh chức, được đứng ra tổ chức Thế vận hội kế tiếp. Một năm sau, ông Clement biết người thiếu nữ này là một điệp viên của cơ quan tình báo Trung Quốc, đã tìm kiếm những dữ kiện mà Ủy ban vận động tổ chức Thế vận hội ở thành phố London đã dự tính ra sao, đã liên lạc với những người thế nào, những chi tiết mà Bắc Kinh cần. Đây là một cái bẫy gọi là bẫy mật ong, honey trap, mà Trung Quốc dương ra tìm cách thu thập những dữ kiện quan trọng họ muốn có. Vào những năm 1990, cơ quan tình báo Anh MI5 của nước Anh cũng đã từng viết ra một tập hướng dẫn dành cho những nhà thương mại lần đầu đến Trung Quốc tham dự các cuộc hội họp với các công ty ở xứ này. Theo cơ quan tình báo Anh thì những thương gia Anh nên cẩn thận về những đối xử hết sức hậu đãi của những người thương gia Trung Quốc, vì sau đó những thương gia sẽ được yêu cầu làm trả lại những việc khác cho các thương gia Trung Quốc mà họ sẽ khó lòng từ chối. Bản hướng dẫn được viết ra từ 30 năm trước, nhưng cho đến nay rất nhiều các thương gia Anh vẫn chưa học được bài học cẩn thận này. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì chủ mưu của 90% những vụ gián điệp kinh tế trong khoảng thời gian từ năm 2011 cho tới năm 2018 là Trung Quốc. Bắc Kinh đã huy động một lực lượng hùng hậu chuyên môn đi ăn cắp những dữ kiện đủ loại từ các quốc gia trên thế giới, từ quốc phòng qua đến kinh tế, qua đến các kỹ thuật cao kỹ. Theo các cuộc điều tra thì lực lượng điệp viên của Trung Quốc rất hùng hậu, gồm hàng ngàn những sinh viên du học, những thương gia, những nhà chuyên môn qua thực tập ở các trường đại học lớn trên thế giới, qua các cơ sở ở nước ngoài, những du khách Trung Quốc, cũng như những điệp viên trá hình làm việc ở các tòa đại sứ Trung Quốc. Trong nhiều năm, hàng ngàn những dữ kiện của nước Anh đã được dụng cụ sử dụng của công ty Huawei qua hệ thống truyền thông, được chuyển liên tục về trụ sở Trung ương The African Union ở Addis Ababa ở Phi Châu. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì có đến 3 trụ sở của công ty Huawei ở Trung Quốc chuyên việc ăn cắp các dữ kiện cao kỹ của các công ty cao kỹ khác trên thế giới. Một cựu nhân viên FBI có tên là Joy Chung đã bị buộc tội cung cấp những chi tiết hoạt động của cơ quan FBI này, và đổi lại Trung Quốc đã cho ông ta một chuyến đi chơi trên thế giới miễn phí. Một người khác là ông Glenn Stuhlshiver có công việc làm ở Thượng Hải và được các điệp viên Trung Quốc móc nối yêu cầu ông này xin việc làm cho cơ quan tình báo Mỹ CIA, và sau đó được trả một số tiền lớn cho những tài liệu mà ông ta cung cấp cho các điệp viên Trung Quốc. Những sinh viên du học cấp tiến sĩ là một trong những người điệp viên Trung Quốc mà Trung Quốc cần để thu thập những dữ kiện quan trọng về kỹ thuật, y khoa, kinh tế chuyển về Trung Quốc. Cơ quan khảo cứu về vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ có 35.000 nhân viên ở Los Angeles, và trong số này có 10.000 người là người Trung Quốc. Quân lục Trung Quốc gửi ra nước ngoài 25.000 nhân viên hàng năm đến làm việc ở các trường đại học lớn trên thế giới và tìm cách thu thập những dữ kiện quan trọng đem về Trung Quốc. Cuộc chiến chống những điệp viên Trung Quốc là một cuộc chiến khó khăn và gian khổ, không những chỉ cho nước Anh mà còn cho cả nhiều nước khác trên thế giới. Thưa quý vị giả, trở lại chuyện của người cộng đồng của người Việt ở trên thế giới, thì mới đây tòa án Hưng Yên đã xử một cựu người Việt kiều ở gốc Anh
bản án 12 năm tù về cái chết của người Việt nước Anh năm 14 năm trước. Trong phiên tòa diễn ra ở thành phố Hưng Yên hôm thứ Ba, 17 tháng 7, bị cáo tên là Lê Minh Tú, 47 tuổi, đã bị tuyên án 12 năm tù về cái chết của một người Việt ở nước Anh vào năm 2006. Nạn nhân là ông Nguyễn Trần, 44 tuổi, đến nước Anh cũng là bằng cách trốn trong lòng một chiếc xe vận tải vào năm 2006. Và ông ta được các băng đảng đưa đến chăm sóc một cơ sở trồng cần sa tại Gia. Hai tháng sau khi ông Nguyễn làm việc trong cơ sở trồng cần sa này thì bị một nhóm băng đảng khác đến bắt giữ người coi sóc, trói lại và lấy đi số lượng lớn cần sa. Băng đảng trồng cần sa mà đã mướn ông Trần Nguyễn này nghĩ ông này là một tay trong của đám cướp, sau 2 tháng đến mà đã đưa tin tức cho băng đảng Việt khác đến ăn cướp cái số lượng cần sa. Họ nên họ bắt ông này đến tra tấn đến bất tỉnh, sau khi đó họ lái xe đưa nạn nhân đến vứt ở cửa một bệnh viện ở nước Anh, và tôi đánh giá ông này đã chết vì thương tích quá nặng. Cuộc điều tra của cơ quan an ninh đã xác định được 3 nghi can, nhưng tên chủ chốt là Lê Minh Tú, 47 tuổi, đã trốn về Việt Nam. Các nỗ lực của cơ quan an ninh cơ và Việt Nam và Anh sau đó đã bắt được ông Lê Minh Tú này sau 14 năm trốn tránh. Tôi có tính giả tòa phiên tử ở tòa án xử ngày 10 tháng 7 đã phạt ông Lê Minh Tú 12 năm tù. Thưa quý thính giả của Thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục thời sự hàng ngày kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong mục thời sự hàng ngày kỳ sau.